Tôi đã quen rồi chuyện đi và quen xa ánh đèn phố thì nên dấu mùa xuân đơn vị không bánh ngọt không rượu quy tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng thiếu hẳn người thương em ơi em khi chiến chinh dài xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Bạn thân mến, nếu như chúng ta mua sắm một dàn máy karaoke cho gia đình thì có rất nhiều sự lựa chọn. Có những người thích những dòng loa đứng, loa phun thông thường, có những người lại thích những dòng đồng trục, có những người lại thích những dòng loa nằm, có những người lại thích những dòng loa cây khủng, có những người lại thích những phong cách array. Như vậy các bạn thấy rất rõ là có vô vàn sự lựa chọn từ những dòng loa bình dân cho đến những dòng loa đắt đỏ và cách phối ghép cũng như thế. Các bạn nhớ là tất cả những cái việc mà mua sắm ấy thì chúng ta phải quan tâm đến một đó là cái giá thành và cái chất lượng của âm thanh khi chúng ta phối ghép. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong những dàn máy dành cho những người có giọng yếu cũng có thể hát được như ca sĩ. Vậy cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn cùng dõi theo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại trên tấm biển hoặc đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio nhớ gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Bạn nào có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, có nhiều video clip tôi đã thưa rồi. Nếu như những bạn mà có giọng hát tốt, có giọng hát khỏe khoắn thì chúng ta có thể hát trên những cái cấu hình mà các bạn thấy là phối ghép. Nếu như người thông thường hát có thể thấy nó nặng lời một chút nhưng các bạn vẫn có thể hát được bình thường. Nhưng có những người giọng yếu và phần đại đa chúng ta hát phong trào là rất nhiều người giọng yếu. Trong gia đình cũng thế, có những người giọng hát cũng không đồng đều nhau. Kể cả vợ chồng thế, có những người hát rất khỏe, có những người lại hát rất yếu nên rất là khó song ca với nhau. Nhưng các bạn thấy là có những cái dàn máy nó sẽ đáp ứng được những cái tiêu chí mà chúng ta có thể hát một cách nhẹ nhàng dành cho những người mà có giọng yếu cũng cảm thấy giọng của mình nó khỏe khoắn và nó vang dội như giọng của ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Ở đây các bạn phải đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn loa. Hiện nay trên thị trường thì có những dòng loa 2 đường tiếng, 3 đường tiếng, thậm chí là 4 đường tiếng. Thì nhưng mà các bạn nhớ là cái phần tiếng mid ấy, thì nó quan trọng lắm. Và đặc biệt là sự đồng pha trong âm thanh nó dội đến tai các bạn ấy. Điều này nó sẽ đem lại cái cảm giác trải nghiệm một âm thanh rất là tuyệt vời. Nếu như mà các bạn lựa chọn những cặp loa mà nó đồng pha thì sẽ giúp cho các bạn có cái cảm nhận là âm thanh của nó rất là đều và đặc biệt là nó không có cái hiện tượng trễ pha giữa các giải âm. Nói sâu một chút thì nó sẽ làm cho nhiều người hơi đau đầu nhưng tôi sẽ tập trung vào giới thiệu với các bạn một trong những cái cách phối ghép với những cái dàn máy với chi phí hợp lý nhất để các bạn có thể lựa chọn. Các bạn thân mến, nếu như trong dàn máy thì các bạn nhớ là loa siêu trầm nó luôn luôn đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Ngoài việc tạo ra tiếng bass mạnh mẽ, uy lực trầm sâu mềm mại thì nó còn giúp cho cái phần trung trầm, tức là cái phần trầm ấm trong giọng hát của các bạn ấy, nó trở nên dày dặn và khỏe khoắn hơn. Thì đây là loa siêu trầm, các bạn nhớ nhé, loa siêu trầm của hãng CAVS Bass 30 định hướng có mức giá là 6 triệu đồng. Nếu như các bạn muốn mua loa siêu trầm này thì các bạn nhớ chụp lại ảnh màn hình và gửi vào Zalo cho chúng tôi theo số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Đây là loa full của, xin lỗi các bạn, là loa siêu trầm của hãng CAVS ấy, đóng có chiều sâu và màu sắc của nó rất là bắt mắt và đặc biệt là cái loa bass này này, cái màu của nó cũng tạo ra cái sự thời trang nhất định. Tôi nhắc lại loa siêu trầm của CAVS này có mức giá là 6 triệu đồng. Ở đây thì các bạn nhớ là có nhiều người thích đẩy mới, có nhiều người thì thích đẩy bãi. Nhưng đối với những dòng đẩy crowd thì kể cả những dòng đẩy mới hay những dòng đẩy bãi thì luôn luôn dành được cái tình cảm đặc biệt của những người yêu thích. Các bạn thân mến, đẩy crowd 800 CSL này của Mỹ có sử dụng 16 con sò đại, 16 sò đại là sò sắt vương miện. Cái sò sắt vương miện này này, đây là một trong những cái dòng sò mà làm nên cái tên tuổi của thằng crowd này rồi. Và con đẩy này ấy, nếu như các bạn để ý một chút thì nó sử dụng 16 cái sò sắt sò đại, tiếng đánh rất là lực ấm và cái công suất khuếch đại của nó phải bằng 32 sò than thông thường. Các bạn nhớ như vậy nhé, cho nên nó đánh được những dòng loa bass 30, những dòng loa full, những dòng loa nằm một cách rất là nhẹ nhàng. Và con đẩy này là đẩy bãi có mức giá là 8.500.000 đồng. Ở giữa thì các bạn nhìn thấy đó là một con vang số, thì tôi đã nói các bạn rất nhiều lần rồi và tôi đã test giới thiệu rất là sâu rồi. Đó là vang số CAVS MX7. Đó là vang số CAVS MX7. Chúng tôi chỉnh bằng máy tính rồi, rất là tuyệt vời, giải âm của nó rất là hài hòa. Và vang số này thì có mức giá là 3.500.000 đồng. Có echo gì vợt và các bạn có thể chỉnh tay ngoài việc chỉnh bằng máy tính mà chúng tôi đã can thiệp. Ở phía trên là mic không dây CAVS T4S, một đầu thu hai tay mic, sử dụng băng tần UHF tăng cường khả năng bảo mật và liên lạc, tiếng vô cùng trong trẻo, giá chỉ 3 triệu đồng cho một bộ gồm một đầu thu và hai tay mic nguyên hộp. Các bạn thân mến, đó là những thiết bị đánh, nhưng cặp loa mới là điều quan trọng.
cặp loa quan trọng lắm. Nếu như mà các bạn thích những dòng loa full thông thường thì các bạn thấy đây, dòng loa 2 đường tiếng 1 bass 30 với một mid chép kèn ở phía trên, đó là những cái phong cách thiết kế rất thông thường của những thằng DB hay của những thằng CAVS này. Nhưng các bạn để thấy ở đây là một cặp loa đồng trục của hãng CAVS. Loa đồng trục này sử dụng một bass 30 và cái loa chép của nó ấy, nằm trong lòng của loa bass. Cho nên khi nó đánh ngang tai thì các bạn sẽ thấy cả cái giải trầm cũng như cả cái giải cao nó đều xuất phát từ một vị trí và nó đánh đến tai các bạn, làm cho các bạn thấy âm thanh nó rất là đều đặn. Và đặc biệt những dòng đồng trục ấy thì nó sẽ thiên lời và giúp cho những người có giọng yếu, những người mà giọng cảm thấy giọng mình quá yếu ấy, hát ở trên cấu hình này thì các bạn cũng thấy giọng của mình vô cùng khỏe khoắn và nó vang dội lắm. Lần nữa tôi test thử thì các bạn sẽ thấy là cái giọng hát của chúng ta nó nổi lắm, nó rõ lắm, nó bay bổng lắm mà nghe nó rất là chi tiết mà nó dày dặn. Cặp loa này thì các bạn thấy là trước đây có giá là 15 triệu đồng. Hiện nay tôi để cho các bạn giá chỉ 13 triệu đồng một cặp này thôi. Đó là loa đồng trục của hãng CAVS nguyên thùng. Các bạn thân mến, các bạn có thể ghép một cặp loa BMB 450 hay là những dòng 900C vân vân với lại một cặp loa đồng trục CAVS này cũng được, tùy theo các bạn, và đánh nguyên cặp đồng trục bass 30 này kết hợp một loa siêu trầm, đó là một cấu hình đã đủ để cho các bạn phê pha trong cái cấu hình không gian của gia đình rồi. Các bạn thân mến, tất cả những cái yêu cầu về mua sắm thì các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại. Và bây giờ thì tôi sẽ test âm chính thức và các bạn để ý vào cái phần chất lượng của âm thanh ấy. Các bạn sẽ thấy là tôi hiệu chỉnh các thiết bị cũng như sóng âm và cái tần số đáp tuyến của máy quay của tôi cũng như tần số đáp tuyến của loa làm sao để nó hài hòa nhất và cố gắng phản ánh được cái chất âm một cách trung thực nhất. Các bạn sẽ thấy âm thanh rất là tuyệt vời. Bây giờ thì tôi sẽ test âm, xin mời các bạn cùng dõi theo. Nhất hoa màu tím chuyện tình thương, nhất chuyện hoa sim, có người con gái xuân vời vời, tóc còn ngăn ngăn chưa đầy bụi. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đồi hoa sim, đứng nhìn sương tím hoang biên biệt, nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi trở lại, sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về thì thương người vợ bé bóng chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thường ngày qua những đồi hoa sim, thấy cành sim chín thương vô bờ, tiếc người em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em, để chiều xin tím hoang biên biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa xin.